Qua trường hay chóc không vậy? Qua chứ. Qua, hẹn gặp luôn à. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt bạn đây là cái chiếc xà lan bon mà lắp ba cái động cơ. Hôm bữa thì mình có làm cũng nhiều clip cái chiếc này rồi. Thì bữa nay chú mình về thay cái láp, được kéo lên đà rồi này. Quá trời kéo lên bích cụ luôn. Bây giờ thì mấy anh em mình đang chuẩn bị lắp cái dàn chịch vô. Thay cái láp rồi mà, rồi sau lái đây này. Cái láp của máy giữa nó bị bằng sắt á, vì nước ăn cho nên mấy anh thay. Rồi sau lái này. Đấy, như trước mắt các bạn thấy kích thước cái này cũng khá là dài ha. Thì kích thước em nó là bề ngang 7m, còn chiều dài thì 30m. Đó, xà lăn bon tâm hạ khoảng 2m rồi đó, có số 2m nữa mà tâm hạ 2m rồi. Thì cái này được lắp ba cái động cơ, hai động cơ hai bên là hai cái động cơ Cummins N14, còn cái giữa là 350 số 4,5. Hai cái dịch mới vô này. Đây, thì cái dịch đó là dịch 1m45 ba cánh á. Thay vô cho cái máy giữa. Cái lắp thì lắp inox 120 ly luôn. Lúc trước xài cái lắp cũ. Cái lắp cũ nó ăn mòn nó sắp giải rồi cho nên thay mới luôn. Thay cái lắp inox vô. Đây cái phần lái này mà. Đó, hai cái hai bên. Hai cái hai bên là 2m3. Chân dịch 2m3. Còn cái anh giữa là 1m4. Đó, cái lắp này. Cái lắp sắt đóng ống rồi, cắt đầu bỏ luôn rồi. Đấy, còn khúc này nó bị mòn này. Nó mòn ngay gần cổ qua ống nước á. Muốn gãy luôn rồi. Cho nên phải bắt buộc phải thay. Thay cái cây lắp mới luôn. Thay cái lắp 12 ly. Đó, giờ mấy anh mình đang lắp vô nè. Đang lắp cái trục lắp đi dịch lại rồi đút vô. Vớt. Quất quá dữ. Dắt cái cù tô ra, cù tô này kéo lên ga luôn, kéo lên tàu luôn. Nên anh siết rồi nè, siết rồi giờ khóa đầu lại, hàng khóa đầu lại, khỏi bị xúc luôn, hàng khóa luôn. Cậu đi ghê quá. Qua là cái này thôn đóng luôn mà. Đó, cái máy bên trái này. Chân dịch mà thôn đóng kín mít luôn, hôm bữa chú mình dãy ra phần lái ký rồi này. Đây con này phần cái ống chính giữa, phần bằng thun này. Mà thun lưng thao luôn, thun rin. Cái máy giữa, máy bìa. Ghê quá, chạy trớn ghê quá. Bây giờ anh cẩu cái lắp cũ vô nữa mà. Đây là cây lắp cũ nè. Anh mình giờ cẩu cái lắp cũ ra. Cái lắp cũ cái đầu dịch nó lở thế ghê, bạn thấy cái đầu nó lở nó không lạnh nè. Thank you.
gái vô được rồi. Đây, cái cây đắp cũ rồi. Cái đắp cũ bằng sắt rồi, đóng ống rồi, nóc rồi. Nó nghe cho phần cổ rồi, nó ốm nhôm rồi, muốn gãy luôn rồi. Còn phần côn nè. Phần côn thì khỏi nói luôn, nó lỡ rồi. Sắt nó lỡ, xẻ luôn. Xài không được, nhì là dọp ra nhì đi. Thua rồi, bắt bộ thay lắm mới cho nên anh em mình đang thay vô nè. Nó cột cái bàn đó vậy là rút cái thế vô luôn á. Đây kéo ô tô lên. Thòng dây xuống, thòng dây xuống kéo ô tô lên. Để đâu kéo rồi đâu? Mày lên đỡ đi thôi ơi. Gắn vô vậy còn đút cái bánh lái nữa. Nặng đầu quá. Nặng đầu lăn hơi rít. Rồi kéo lên, bao rớt. Đó, phần ở trên bon nữa bạn. Có cái cẩu cái tời quá trời quá đất này. Cái tời này tời neo của mấy chiếc xà lan làm biển gió đó mà. Cái cẩu xe màu vàng. Cổng khỏi nói luôn. Cái tời. Rồi cái cục này là cục máy phát điện nữa bạn. Đó, trùm bố rồi. Còn đó phao bọng đồ nhựa ống lăn màu tá lả này. Này ống nước. Hai cái tời. Tổng cộng là hai cái tời. Đây cái tời này trên trước mỗi cái tời. Đây thùng bọng rồi ngoài sau tưa lưa dưa này. Đây dầm cùng nhau với xuống khoang máy. Mình thăm lại cái khoang máy lúc trước anh em mình làm với lại coi anh mình ráp cái cù tô với. Đi xuống khoang máy nè. Nguyên phần lái này, sinh hoạt ngoài số lái này. Cơm, son, nồi, chén, bát đâu này. Còn này là cái tái thủy lực. Tái thủy lực lúc trước được anh em mình lắp nè. Trước anh em mình lắp ở trên đà ủ nổi. Giờ thì lên ủ đường rầy. Rồi, đi xuống khoang máy các bạn. Xuống máy của cái tàu ba động cơ nè. Wow. Quá đã. Ở đây YouTube đồng quay con bơm đưa lên phải không? Có không? Chú có coi không? Có chứ, có ba máy cái này nè. Đúng rồi, là có coi. Con có đăng ký không? Có đăng ký giùm không? Đăng ký sao? Rồi, vậy là không có đăng ký rồi. Có quen đâu, đăng ký mới có đăng ký nha. Dạ. Đó. Một máy bên phải này. Đúng rồi, đúng rồi. Một cái này. Đó. Cái chính giữa này. Chính giữa là anh em mình đang thay cái lắp mới, chuyên dịch mới. Còn dạ, còn cái bên kia, cái bên kia nữa. Nắp sọc. Đó, dưới bằng máy có gắn ba cái bảng cáp lô đề dưới đây luôn rồi. Quấn bô nhăn hết. Đục cái cù tô vô nữa. Đục cù tô vô nữa là nè là hạ thủy được đó. Xuống nước rồi cho nước bỏ. Đẩy vô cái kinh. Đầu neo.
Ron heo đó, tháo ra cái thay miếng ron rồi hết à? Bị nhiễu nhớt cho đó hả? Xịn nhớt nhiều lắm, hình như cái mặt đây nó bị lỗ nha. Bắt thay cái ron heo. Lỗ quá, đưa keo nhựa nhiều vô cái chỗ cho nó thấy mất. Thay ron heo cái này. Chạy neo là thấy nóng mặt luôn. Cứ mang neo kéo neo neo rồi là xịt khói mà. Lên ga ba máy, lên ga máy luôn. Là lên ga một lượt ba máy luôn hả chú? Chạy quá là chạy rồi. Ship ô tô vô. Rồi, để cái chìa khóa vô đập nè, bờ hỏng là đụng ghe đụng cạch cạch nè. Rồi vô. Qua wow, hết luôn ngay chốc luôn trời. Muốn làm cái kệ cho ngay vậy. Nghe băng luôn. Ghê chứ. À. Kiếm cái nào mà nghe băng được vậy luôn vô cái hít cái kịch luôn rồi. Rồi không ai lỗ rồi. Rồi giờ đắp 88 ô tô vô nữa là xong. Ghê, yeah, cái xà lan lên đà mà không có lọt miếng nào luôn. Cái lắp lại luôn nha. Ừ. Ép được á. Trời ơi. Có bao giờ vậy không? Tiền mới mua ấy hả? Mua mút hả? Dạ. Thì dây dây cơ bản cao nha đó. Rồi, máy giữa xong rồi. Giờ tới điền cái máy giữa. Đá đầu dao gặp. Chấm điền. Thôn dịch mới rồi mà. Đó anh em mình lắp vô xong rồi. Nó gắn bằng bánh lái lên luôn rồi. Thì bây giờ là nước quá trời lớn. Đang kéo cáp đi mà chuẩn bị hạ thủy. Cái này là cái này lái nè em à. Cộng quay lộ đâu? Lộ nè. Còn cộng quay lộ nữa. Rồi con đi. Hai cộng đó. Còn cộng nữa. Rồi hai cộng với nhiêu? Cộng sao đó? Cộng sao cũng như sao. Trời, đường vô luôn làm cái dục rồi đặng lò chui chui gì này chứ. Anh đang tháo cái nút ở ngoài sau lái ra đó mà. Rồi. Công tác chuẩn bị hạ thủy hoàn thành rồi các bạn. Giờ mấy chú xà lan mình đi lên tàu hạ thang rồi sẽ hạ thủy đây. Này xuống anh em mình còn kiểm tra phần máy rồi nữa nè. Kiểm tra phần máy bơm nhớt rồi lại đầu nước nữa. Đó, rồi, buông thang. Từ trước mũi tôi lái là để động quá trời luôn. Đây cái phần mũi này, các bạn thấy phần mũi này. Đó, nguyên cái cần cẩu với cái tài. Cái này được lắp hai cái tài với một cái cẩu.
cái chiều cao tao hạ chừng 2 mét mấy à, trên 2 mét xíu à. Rồi chạy luôn. Ôi ôi, ghê gớm thiệt chứ. Rồi nổ máy luôn á bà. Này nổ máy giữa gì đây. Lui lui tiếp. Đó phần chân đà này. Lên xuống cái trong lỏng luôn à. Đang lui qua là khói. Vậy là vô phương rồi. Chạy vậy là không có máy nào chịu nổi mà. Giờ phải cập vô bến. Này chạy có một máy á. Này mới chạy có máy giữa à. Hết máy luôn, chạy hết máy không. Rác rùa thiệt. Hồi vô ve. Ve đó. Đốt tàu luôn hay rồi. Khói bịt mù luôn rồi. Trời ơi là trời. Trời ơi chạy kìa. Má ơi luôn. Nó chạy hết ba máy luôn á mà. Sao quá cái máy mình quay không nổi rồi. Nhìn chạy ba máy luôn. Thường ở ngoài mắt thường mình chạy thấy khói đen lùi luôn rồi. Không thấy gì luôn rồi. Trời ơi. Trời mới ra đó. Nhanh từ trong này anh ghé sao đây. Ghé y máy không đây. Thấy chạy lên ga bỏ quá quạo đây. Rồi lên ga đen cái mùi ngoài sau luôn rồi. Cái phần lan can với lại ba cái nắp phao để ngoài sau đó. Lên ga mà có đèn nám đen, đen cái mùi luôn. Xà lan 3 máy, ngang 7 m, dài 30 m, lắp 3 cái động cơ. Hộp số 5 tua. Chật thì 3 cái, 3 cánh, 3 tư mà. Lên gà cũng đạp nước dữ dội lắm chứ.
con chuột mũi sau đây. Yeah hay gì đây? Ba cái tấp lô luôn rồi. Lái còn chiến lực. Có bọc dạ à? Dạ. Ba máy chiến dạ có bọc à? Lên chưa? Chưa mà mình nổ mới con máy mà. Máy hai máy. Mới chạy mới con máy à. Máy con máy hả? Dạ.
lần trước em ru à. Sống trẻ sống ghê không? Rồi giờ quanh lại. À, ý là trong này trong bờ khô sống nó chẹt sống cái này ra biển nó sống một cái nữa đã luôn. Qua wow, là cái neo, cái tòi neo nè. Rồi đang quanh lại mà. Trời ơi, dịch mới thay đó. Rồi lên lên đi như phải chú ơi. Rồi lên đường. Chạy thử con máy một rồi hết dầu chạy thử con máy một. Này ba máy nữa mới phê chạy thử con máy. Ta nói chuyện điện thoại.